Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình vào bếp và mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món tàu hũ từ sữa đậu nành. Tàu hũ thì sẽ ăn kèm với trân châu và cái trân châu trắng này mình đã làm sẵn rồi nè. Clip hướng dẫn cách làm trân châu á, mình có chia sẻ link ở phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm ha. Trên đây là tất cả những nguyên liệu mình cần dùng để nấu tàu hũ. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện chung với mình luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi nấu nước đường ha. Mình cho vào đây 150g đường thốt nốt, thêm 300ml nước, cho thêm lá dứa vào cho thơm nữa nè. Bắt đầu mình bật lửa lên để nấu. Nước đường cũng đã sôi rồi, mình cho thêm gừng vào. Mình chỉnh lửa nhỏ lại và nấu thêm khoảng 2 phút nữa ha. Sau 2 phút, mình vớt bỏ lá dứa và cho thêm trân châu vào tiếp tục đun sôi. Như vậy là nước đường trân châu cũng đã nấu xong rồi. Bây giờ mình tắt lửa để nguội ha. Mình dùng 1 lít sữa đậu nành đóng hộp để nấu tàu hũ. Nếu có thời gian á, các bạn tự nấu sữa đậu nành tại nhà, rồi mình dùng sữa đậu nành đó để nấu tàu hũ luôn. Hoặc cũng có thể mua sữa đậu nành nấu sẵn ở chợ. Cứ 100g hạt đậu nành thì mình sẽ nấu được từ 800ml đến 1 lít sữa. Cho vào sữa 3g bột rau câu giòn, quậy đều lên để rau câu tan đều trong sữa. Mình cho lá dứa vào thêm cho thơm luôn nè. Đun sôi sữa ở nhiệt độ trung bình. Vì sữa đậu nành này cũng đã nấu chín sẵn rồi á, nên là khi sữa bắt đầu sôi lên, mình sẽ vớt sạch bọt nè và chỉnh về nhiệt độ ở mức thấp nhất, tiếp tục đun thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút mình vớt lá dứa ra và tắt bếp luôn. Mình sẽ lược sữa qua một cái rây để xíu nữa khi đông lại á, tàu hũ sẽ được mịn. Sau khi lược xong, mình để nguội khoảng 30 phút thì tàu hũ sẽ đông lại. Trong thời gian đợi cho tàu hũ đông á, thì mình sẽ đi làm một cái vá để múc tàu hũ ha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cho đứt cái phần nắp ở trên đầu ra. Sau đó cắt theo hình chiếc xuồng. Và cuối cùng là tỉa lại cho đẹp. Như vậy là cái vá dùng để múc đậu hũ á, mình cũng đã làm xong rồi nè. Rất là đơn giản phải không các bạn?
Sau 30 phút, tàu hũ cũng đã đông lại rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra chén và mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Mình dùng tay ấn vào bề mặt tàu hũ để xem độ đông đã đạt chưa. Tàu hũ đã đông lại và có độ đàn hồi. Nước đường có vị thơm của lá dứa và gừng. Thêm một ít trân châu nữa nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu múc tàu hũ ra chén ha. Mình mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Tàu hũ đã đông lại nhưng không có bị cứng, vẫn giữ được độ mềm mịn. Nước đường được nấu từ đường thốt nốt nên có vị ngọt thanh, trân châu dai giòn, ăn kèm với tàu hũ là một sự kết hợp rất là tròn vị luôn. Vào dịp cuối tuần á, nếu có thời gian các bạn hãy vào bếp và nấu món tàu hũ ăn kèm với trân châu cho cả gia đình cùng thưởng thức nha. Mình chúc các bạn thành công với công thức mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình nữa nhé.